Xin chào các bạn, Mai Thắng cùng bản tin Tech Car đã quay trở lại rồi đây. Mấy ngày gần đây thì các bạn có cảm thấy là thời tiết bắt đầu se lạnh về đêm, nó như báo hiệu cho các dịp lễ hội cuối năm đang đến gần như là Noel, Tết dương lịch rồi Tết âm lịch nữa. Mình thì cũng rất thích đi chơi nhưng mà mấy ngày này thì lại sợ tắc đường và thường xảy ra tai nạn giao thông và va vẹt trên đường nữa. Nhắc mới nhớ thì gần đây các vụ tai nạn giao thông của xe ô tô xảy ra thì người ta thường hỏi nhau là túi khí có nổ không? Bởi vì túi khí nằm trong hệ thống an toàn bị động, nhưng khi tai nạn xảy ra thì một số xe lại không bung túi khí. Đây đã khơi mào cho các trận cánh cãi gay gắt về túi khí của mọi người. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trước hết chúng ta hãy cùng Tech Car tìm hiểu nguyên lý hoạt động của túi khí qua video hôm nay. Trước tiên chúng ta phải hiểu túi khí có cấu tạo như thế nào. Túi khí là thiết bị an toàn bổ sung cho dây đai an toàn. Túi khí chỉ bung trong trường hợp tính mạng người ngồi trên xe bị đe dọa, khi dây đai an toàn không đủ để bảo vệ người ngồi trên xe, như khi có va chạm nghiêm trọng từ phía trước hoặc bên hông xe, đối với xe có túi khí bên. Khi xe bị va chạm từ phía sau thì túi khí sẽ không hoạt động. Túi khí chỉ được sử dụng một lần, khi hoạt động nó sẽ tự làm hỏng chính nó. Va chạm chính diện hay bên sườn đều kích hoạt một loạt các cảm biến xe, bao gồm cảm biến gia tốc, cảm biến va chạm, cảm biến áp suất sườn, cảm biến áp suất phanh, con quay hồi chuyển, cảm biến trên ghế. Tất cả những cảm biến này cùng kết nối chặt chẽ với bộ điều khiển túi khí ACU, bộ não đặc biệt của hệ thống túi khí. Một phần này sẽ quyết định triển khai hoạt động túi khí theo cách hợp lý nhất. Khi nhận được thời điểm triển khai hoạt động của túi khí hợp lý, ACU bắt đầu bơm phồng các túi khí. Về phương pháp hoạt động, khi hệ thống nén dùng để làm căn phòng túi khí có vẻ như không thực tế và không hiệu quả, các kỹ sư đã nảy ra ý tưởng khá hay. Họ thiết kế hệ thống làm phòng túi khí dựa trên nguyên lý làm việc của tên lửa đẩy. Mỗi túi khí khi kết hợp với một thiết bị phóng do hệ thống điện tử điều khiển nằm trong một lớp hỗn hợp gồm natri, kali nitrat dễ cháy. Khi được kích hoạt, bộ điều khiển sẽ làm cháy các chất trên, chuyển hóa hợp chất thành khí natri, khí hydro, oxy, lấp đầy phần túi khí ni lông. Lượng khí ga lớn nén trong thể tích nhỏ buộc túi khí bung ra khỏi vô lăng hay các vị trí lắp đặt khác nhau với vận tốc 320 km/h. Toàn bộ quá trình này diễn ra trong khoảng thời gian 0,04 giây. Tốc độ này còn nhanh hơn gấp 5 lần tốc độ chớp mắt trung bình của con người. Đó thật sự là một quá trình diễn ra rất nhanh chóng. Giai đoạn cuối của túi khí sau khi bung là xẹp hơi. Quá trình này cũng diễn ra ngay lập tức sau khi quá trình bơm phồng hoàn thành. Lượng khí ga sẽ thoát ra ngoài thông qua các lỗ thông hơi trên bề mặt túi khí. Điều này cũng giúp cho người bị tai nạn tránh được các chấn thương bởi các tác động lớn. Một hiệu ứng khác của việc xẹp là xuất hiện các hạt bụi. Đó chủ yếu là bột ngô và bột tan có tác dụng bôi trơn túi khí. Ban đầu, các hóa chất sử dụng trong túi khí bị nghi là có ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhưng ngày nay, nghi ngờ đó đã biến mất. Hệ thống túi khí hiện tại chỉ gây ra vài kích ứng nhẹ ở cổ họng và mắt. Vậy vì sao đôi lúc túi khí quá bền? Ví dụ như xe đã xảy ra tai nạn, túi khí đã nổ nhưng chưa sửa chữa, chủ xe không thay thế túi khí mới, nên khi một tai nạn khác xảy ra lần tiếp theo thì sẽ không còn túi khí để bung. Đặc biệt là một số xe bị tai nạn đã thay thế túi khí nhưng lại không thay cảm biến kích nổ túi khí, thì khi tai nạn lần tiếp theo thì túi khí cũng không thể nổ vì không được bộ phận cảm biến kích hoạt. Nên nếu túi khí đã bung thì khi thay thế túi khí, khách hàng cần phải thay thế cả cảm biến kích nổ túi khí. Ngoài ra, để túi khí trên xe ô tô bung ra thì phải đáp ứng được một số điều kiện như là tốc độ, góc đâm, gia tốc âm của phương tiện. Qua video hôm nay, Mai Thắng hy vọng các bạn đã trang bị thêm cho mình những kiến thức mới về ô tô để an tâm và hiểu rõ hơn về chiếc xe mà mình đang vận hành. Và hãy cùng chờ xem Tech Car sẽ đem đến những câu chuyện thú vị nào tiếp theo nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.